Nam Minh và Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin của Đài Truyền hình Việt Today. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 9 năm Giáp Thìn. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng tôi xin điểm qua một số những tin chính như sau. Giải Nobel vật lý trao tặng cho hai nhà khoa học người Mỹ và Canada với nghiên cứu về học máy. Myanmar và Biển Đông sẽ kiểm tra vai trò của ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ngoài ra còn nhiều tin tức cập nhật khác mời quý vị theo dõi trong bản tin đêm nay. Quý vị cũng có thể xem chương trình phát hình của Đài Truyền hình Việt Today trên khắp thế giới bằng cách download app Việt Channels trên các thiết bị Android hoặc iOS mà quý vị đang có. Nếu có thắc mắc xin gọi 1877 tổng đài, tức 1877-866-4324 hoặc vào website vietchannels.com. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin quốc tế hôm nay là tin về việc giải Nobel vật lý trao tặng cho hai nhà khoa học người Mỹ và Canada với nghiên cứu về học máy. Nhà khoa học John Hofield và Jeffrey Hinton hôm nay được trao tặng giải Nobel vật lý vì những khám phá và phát minh tạo ra nền tảng cho học máy. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vinh danh ông John Hofield, 91 tuổi, giáo sư tại Đại học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, và ông Jeffrey Hinton, 77 tuổi, người Anh, giáo sư tại Đại học Toronto, Canada. Hai nhà khoa học đã sử dụng các công cụ vật lý để phát triển những phương pháp đặt nền tảng cho học máy ngày nay. Nhắc đến trí tuệ nhân tạo, người ta thường nói đến công nghệ học máy sử dụng mạng thần kinh nhân tạo. Công nghệ này ban đầu được truyền cảm hứng từ cấu trúc não. Trong mạng thần kinh nhân tạo, các tế bào thần kinh của não được thể hiện bằng các nút có giá trị khác nhau. Những nút này tác động lẫn nhau thông qua những liên kết có thể ví như các khớp thần kinh và có thể được điều chỉnh mạnh lên hoặc yếu đi. Mạng thần kinh được đào tạo, ví dụ, bằng cách phát triển liên kết mạnh hơn giữa các nút có giá trị cao đồng thời. Hai nhà khoa học đoạt giải năm nay đã thực hiện công việc quan trọng với mạng thần kinh nhân tạo từ những năm 1980. Bà Ellen Moons, Chủ tịch Hội đồng Nobel Vật lý, cho biết công trình của những người đạt giải đã mang lại lợi ích to lớn. Trong vật lý, chúng ta sử dụng mạng thần kinh nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như phát triển vật liệu mới với các đặc tính nhất định. Và năm ngoái, giải Nobel Vật lý được trao cho ba nhà khoa học Pierre Agostini, Ferenc Cross và Anne Hollier với nghiên cứu liên quan đến hạt electron bên trong nguyên tử và phân tử. Tiếp theo là tin về việc Myanmar và Biển Đông sẽ kiểm tra vai trò của ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Các lãnh đạo Đông Nam Á sẽ nhóm họp ở Lào trong tuần này khi cuộc nội chiến ở Myanmar và căng thẳng tăng cao trên Biển Đông có nguy cơ xói mòn vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đặt ra cấu trúc và quy trình chính trị phức tạp, chủ yếu thúc đẩy hợp tác ôn hòa trong khu vực của hơn 685 triệu người. Theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, việc ASEAN không thể giải quyết những vấn đề khó khăn kịp thời có lẽ phản ảnh bất đồng sâu sắc hơn trong khối khu vực. Ông Natalegawa nói rằng cả vấn đề Biển Đông cũng như Myanmar sẽ kiểm tra vai trò của ASEAN. Lo ngại chính của ông là sự đoàn kết ASEAN và mục đích chung bị phai nhạt trong những năm gần đây. Được gọi là đồng thuận 5 điểm, nỗ lực hòa bình do ASEAN dẫn đầu dành cho Myanmar không đạt được tiến triển đáng chú ý nào kể từ khi công bố vào tháng 4 năm 2021, chỉ vài tháng sau khi quân đội tổ chức cuộc đảo chính và lật đổ chính quyền dân cử. Thay vào đó, bạo lực lan rộng với sự xuất hiện của phong trào phản kháng vũ trang liên minh lỏng lẻo với nhiều nhóm quân nổi dậy sắc tộc thiểu số để chống lại quân đội trên nhiều mặt trận. Ông Duliyapa Pichavaraj, học giả nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Thammasat của Thái Lan nhận xét, khi Lào giữ chức chủ tịch ASEAN, đường lối của khối thay đổi chút đỉnh so với đường lối hầu như không hành động của Indonesia trước đó, bằng cách mở rộng tiến trình hòa bình để bao gồm các nước láng giềng khác của Myanmar như Trung Cộng và Ấn Độ. Nó mang lại một không gian lớn hơn và ít áp lực hơn đối với quân đội Myanmar.
Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar từ chối đàm phán với phía đối lập, gọi họ là quân khủng bố phá hủy đất nước, trong khi ASEAN tiếp tục cấm các vị tướng Myanmar dự hội nghị vì họ không thực hiện kế hoạch hòa bình mà ban đầu họ đồng ý. Israel mở chiến dịch trên bộ ở tây nam Lebanon. Quân đội Israel hôm nay cho biết họ bắt đầu chiến dịch trên bộ ở tây nam Lebanon, mở rộng xâm nhập khu vực mới sau một năm giao tranh với nhóm Hezbollah và trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải pháp ngoại giao. Căng thẳng khu vực bắt nguồn cách đây một năm khi Hamas tấn công miền nam Israel, dẫn đến Israel tấn công Lebanon và Iran tấn công trực tiếp các căn cứ quân sự của Israel. Iran hôm nay cảnh báo Israel không tấn công Cộng hòa Hồi giáo, một tuần sau khi Tehran phóng hỏa tiễn sang Israel, đẩy Trung Đông đến bên bờ vực chiến tranh toàn diện. Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào hạ tầng của Iran cũng sẽ gặp phải đáp trả mạnh từ Iran. Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, ông Araghchi sẽ đến Ả Rập Saudi và các nước khác ở Trung Đông bắt đầu từ hôm nay để bàn thảo các vấn đề khu vực, cũng như công việc để chặn đứng tội ác của Israel ở Gaza và Lebanon. Nhiều nguồn tin vào tuần trước cho biết các nước vùng vịnh tìm cách trấn an Tehran về sự trung lập của họ trong cuộc xung đột Iran-Israel. Ở Lebanon, quân đội Israel tăng thêm áp lực lên Hezbollah, nói rằng Israel thực hiện chiến dịch giới hạn, cục bộ, có mục tiêu ở tây nam Lebanon sau khi công bố chiến dịch như thế này ở khu vực biên giới đông nam. Quân đội Israel tấn công ngoại ô phía nam Beirut đêm qua và tuyên bố tiêu diệt một quan chức cấp cao của Hezbollah phụ trách ngân sách và hậu cần của nhóm. Nếu được xác nhận, cái chết của ông Suhan Hossein Hosseini sẽ là vụ mới nhất trong một loạt các vụ Israel ám sát lãnh đạo và chỉ huy của Hezbollah và Hamas. Tin từ Philippines, Tổng thống Philippines ký luật để đổi mới ngành quốc phòng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay ký một dự luật thành luật để phát triển ngành quốc phòng nhằm giảm phụ thuộc vào nhập cảng, đồng thời sản xuất thiết bị đáp ứng với thách thức an ninh của đất nước. Sau khi ký dự luật, ông Marcos nói rằng đây là quyết định logic đối với một đất nước đang ở tâm điểm của những biến động và thay đổi địa chính trị. Về cốt lõi, quyết định này nhằm xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh và bền vững, để khuyến khích và thúc đẩy đầu tư vào công nghệ phòng thủ và sản xuất. Luật quốc phòng tự lực mới sẽ mang đến nhiều khích lệ tài chính và giữ giảm thuế đến cấp vốn được chính quyền hỗ trợ. Ông Marcos cho biết Philippines sẽ ưu tiên nghiên cứu và phát triển để chế tạo những hệ thống đáp ứng đòi hỏi của đất nước nhằm đi trước mối đe dọa, đặc biệt là mối đe dọa bất đối xứng mà các hệ thống truyền thống không được trang bị đầy đủ để giải quyết. Luật mới cũng sẽ ưu tiên sản xuất thiết bị phòng thủ quan trọng tại Philippines, từ vũ khí nhỏ và phương tiện chiến thuật đến hệ thống phức tạp hơn. Tổng thống nhấn mạnh luật mới đặt ra đường lối để phát triển phòng thủ, bắt đầu với khả năng nghiên cứu và sản xuất, đưa ngành quốc phòng lên tương xứng với mục tiêu chiến lược của đất nước. Luật này sẽ hoàn tất nỗ lực của chính phủ để hiện đại hóa quân đội vì nó giúp bảo đảm Philippines có thể sản xuất, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị quân sự. Và có tin là Chủ tịch Bắc Hàn muốn đẩy nhanh để trở thành siêu cường hạt nhân. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un cho biết Bắc Hàn sẽ đẩy nhanh các biện pháp hướng đến việc trở thành một siêu cường quân sự với vũ khí hạt nhân và sẽ không loại trừ khả năng sử dụng chúng nếu đất nước bị kẻ thù tấn công. Ông Kim nêu đích danh Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol lần thứ nhì trong một tuần khi lên án Seoul thông đồng với Washington làm bất ổn khu vực, phớt lờ thực tế là Nam Hàn thậm chí không có vũ khí chiến lược. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng ông Yoon Suk-yeol đưa ra bình luận vô vị và thô thiển về việc chấm dứt chế độ Bắc Hàn trong bài phát biểu của ông ấy, và nó cho thấy ông ta hoàn toàn đặt niềm tin mù quáng vào sức mạnh của Hoa Kỳ. Thật ra mà nói, Bắc Hàn tuyệt đối không có ý định tấn công Nam Hàn. Phát biểu tại Đại học Quốc phòng Kim Jong-un, cơ sở huấn luyện chuyên viên quân sự ưu tú, ông Kim nói, mỗi lần tôi phát biểu về lập trường của chúng ta đối với việc sử dụng lực lượng quân sự, tôi đều rõ ràng và nhất quán sử dụng từ nếu. Nếu kẻ thù cố gắng sử dụng vũ lực chống lại đất nước chúng ta, quân đội của Bắc Hàn sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh tấn công mà không do dự. Điều này không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Bước tiến của chúng ta trên con đường trở thành siêu cường quân sự và cường quốc hạt nhân sẽ ngày càng nhanh chóng. Bắc Hàn nhiều thập niên qua theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và được cho là có đủ vật liệu để chế tạo hàng chục vũ khí như thế này. Bình Nhưỡng thực hiện 6 lần thử hạt nhân dưới mặt đất.
Tin từ Úc, người đầu tiên ở tiểu bang Victoria của Úc bị kết tội vì kiểu chào Đức Quốc xã. Một người tự nhận là Nazi hôm nay trở thành người đầu tiên bị kết tội ở tiểu bang Victoria của Úc vì thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã bị cấm. Jacob Hersen, 25 tuổi, chào và khen ngợi lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler trước camera truyền thông bên ngoài tòa án Victoria vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, sau khi anh ta ra tòa vì một tội danh khác. Sự việc xảy ra 6 ngày sau khi chính quyền tiểu bang Victoria cấm kiểu chào Đức Quốc xã. Quốc hội liên bang thông qua dự luật hồi tháng 12 cấm kiểu chào Đức Quốc xã trên toàn quốc, ở nơi công cộng, chào công khai hoặc mua bán các biểu tượng Đức Quốc xã. Thẩm phán ở Melbourne xác định Hersen phạm tội. Phản bác lý luận của luật sư bào chữa cho rằng cử chỉ của anh ta không phải kiểu chào và rằng lệnh cấm xâm phạm một cách vi hiến quyền tự do liên lạc chính trị của Hersen. Hersen sẽ bị kết án trong ngày thứ Tư. Anh ta có thể lãnh án 12 tháng tù và phạt tiền. Hồi tháng 6, ba người bị kết tội vì thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã trong trận bóng đá ở Sydney hồi tháng 10 năm 2022. Tiểu bang New South Wales cấm các biểu tượng Đức Quốc xã vào năm 2022. Họ bị phạt tiền và kháng cáo. Bên ngoài tòa án, Hersen cho biết anh sẽ cân nhắc kháng cáo lên tòa án cao hơn. Anh nói rằng anh không nhất thiết thừa nhận anh đã chào kiểu Đức Quốc xã khi camera truyền thông quay phim cách đây một năm. Nhưng anh chào kiểu Đức Quốc xã và anh là người Nazi. Anh sẽ tiếp tục chào kiểu này và hy vọng cảnh sát không nhìn thấy. Ả Rập Saudi xử tử người Philippines bị kết tội giết người bất chấp Tổng thống Philippines thỉnh cầu. Ả Rập Saudi đã xử tử một người Philippines bị kết tội giết người bất chấp nhiều năm nỗ lực của Philippines để ngăn chặn việc tử hình, kể cả thỉnh cầu của Tổng thống. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và quan chức khác không cho biết thêm chi tiết như danh tính của người Philippines và bản chất sự việc với lý do gia đình đề nghị quyền riêng tư. Tuy nhiên, một quan chức Philippines giấu tên tiết lộ người Philippines này đã bị nhà chức trách Ả Rập Saudi bắt giữ vào năm 2020 sau khi bị cáo buộc giết người. Án tử hình được tuyên dứt khoát vào năm ngoái và cuộc xử tử diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua. Khi được báo giới đề nghị bình luận, ông Marcos nói rằng cuộc xử tử là rất đáng tiếc và chính quyền của ông sẽ cung cấp hỗ trợ cho gia đình người bị xử tử. Philippines đã thỉnh cầu Ả Rập Saudi. Nhưng đáng tiếc, luật pháp ở đó rất hà khắc và một đồng bào của chúng ta đã bị xử tử. Theo Bộ Ngoại giao ở Manila, chính phủ Philippines cung cấp hỗ trợ pháp lý và tận dụng mọi biện pháp có thể, kể cả thư thỉnh cầu của Tổng thống, để ngăn chặn cuộc xử tử. Nhưng gia đình nạn nhân từ chối nhận tiền máu, tức việc dàn xếp tài chính để xin tha chết cho bị cáo. Ả Rập Saudi bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích vì phương pháp xử tử, bao gồm chặt đầu và xử tử tập thể. Trước đây, nhà chức trách Ả Rập Saudi treo thi thể và thủ cấp của người bị xử tử lên cây cột để cảnh báo những người khác. Ít nhất có 86 người Philippines, gồm 63 nam và 23 nữ, đang đối diện với án tử hình trên toàn thế giới, chủ yếu vì tội giết người và buôn lậu ma túy. Tin về việc người cha ở Indonesia bị bắt giữ vì bán đứa con 11 tháng tuổi để lấy tiền chơi cờ bạc. Một người cha bán đứa con 11 tháng tuổi của anh ta trên Internet với giá 15 triệu rupee, tương đương 955 Mỹ Kim, vừa bị bắt giữ ở Tangerang, phía tây Jakarta. Người cha 36 tuổi được gọi bằng tên viết tắt là RA, sau đó dùng số điện này chơi cờ bạc online và tiêu xài cá nhân. Theo truyền thông địa phương, người mua cũng bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến mạng lưới buôn người. Cảnh sát trưởng Zain Dui Noroho của thành phố Tangerang cho biết, sự việc được đưa ra ánh sáng hơn 1 tháng 10 khi mẹ ruột của em bé bị làm về và không thấy con ở đâu. Cô hỏi RA liên tục đứa con của họ ở đâu cho đến khi anh ta cuối cùng thú nhận đã bán em bé. Sau đó, cô đưa chồng đến trình báo tại sở cảnh sát Tangerang. Khi được cảnh sát xét hỏi, RA khai anh ta bán đứa con để giảm gánh nặng tài chính, nhưng cảnh sát phát hiện anh ta dùng số tiền này để chơi cờ bạc online. Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia, viết tắt là KPAI, lên án sự việc. Bà Ai Mariti, chủ tịch ủy ban, nói rằng điều đáng lo ngại là anh ta dùng tình hình tài chính của mình để tham gia hoạt động mà nhà nước đang cố gắng chặn đứng, và khi bán đứa con, anh ta cũng vi phạm nhân quyền căn bản.
Cảnh sát trưởng cho biết RA làm quen người mua được xác định bằng tên viết tắt là HK và MO qua Facebook. Ngoài RA, cảnh sát cũng bắt giữ HK và MO. Cảnh sát tìm thấy hai người này cùng với em bé trong căn nhà thuê ở Tegiran. Họ đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến đường dây buôn người. Bầu trời của Seoul sáng rực trong lễ hội pháo hoa. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm ở Seoul vào hôm 5 tháng 10 khi thành phố tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul 2024. Nhiều khán giả háo hức đến xem buổi trình diễn 90 phút đã cắm trại từ lúc nửa đêm để dạch chỗ, theo dõi sự kiện phía trên sông Hàn, dòng sông chảy ngang qua Seoul. Lễ hội hàng năm chú trọng đến an toàn công cộng, do ký ức vẫn chưa phai mờ về thảm kịch tối ngày Halloween cách đây 2 năm, là 159 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp khi đám đông đổ đến khu giải trí của thành phố. Thủ tướng Han Duck-soo chỉ đạo cảnh sát, cơ quan cứu nạn, cơ quan an toàn và y tế chuẩn bị sẵn sàng, tập trung vào việc kiểm soát đám đông và kêu gọi khán giả hợp tác để bảo đảm trật tự. Tin về việc phòng thí nghiệm ở Anh Quốc nhân bản vô tính thú cưng cho khách hàng từ chó Dachshund đến ngựa Suffolk. Bất kể đó là con mèo, con chó hay thậm chí con ngựa, thú cưng chết đi để lại cảm giác đau buồn lớn. Nhưng nếu chủ nhân sẵn sàng chi hàng ngàn bản Anh, công nghệ nhân bản vô tính tân tiến có thể đưa thú cưng từ cõi chết trở lại. Gemini Genetics, công ty nhân bản vô tính ở Shropshire, lấy DNA từ thú cưng đã chết để tạo ra bản sao giống hệt về mặt gene trong phòng thí nghiệm. Hơn 25 năm kể từ khi cừu Dolly trở thành động vật có vú nhân bản vô tính đầu tiên, công ty nay nhân bản vô tính mọi thứ từ chó Dachshund đến ngựa Suffolk. Công nghệ này phổ biến với người giàu có và người nổi tiếng như Barbara Streisand, người nhân bản con chó Samantha yêu quý của bà, 2 lần. Toàn bộ quy trình có chi phí từ 38.000 đến 59.000 bản Anh, tương đương 50.000 đến 80.000 Mỹ Kim và mất khoảng 1 năm. Bà Lucy Morgan, quản lý phòng thí nghiệm cho biết, điều đầu tiên người ta thường nghĩ khi nghe thấy cụm từ nhân bản vô tính là cừu Dolly. Nhưng công nghệ hiện nay đã bỏ xa cừu Dolly cả triệu km. Vẫn còn cấm kỵ xung quanh nhân bản vô tính vì nó là ngành khoa học khá mới. Nhưng giống như điện thoại di động phát triển mạnh trong 20 năm qua, công nghệ xoay quanh nhân bản vô tính cũng phát triển không ngừng. Gemini Genetics thành lập vào năm 2019 và hoạt động trong một tòa nhà không ai chú ý tại một trang trại ở phía nam Winchester, Shropshire. Công ty có một con chó săn Cocker Spaniel nhân bản tên là James, bắt đầu cuộc sống từ một mảnh mô tai của một con chó khác đang chạy quanh khu vực. Ngoài ra, còn có một con ngựa nhân bản trong chuồng cùng tên. Và theo trang mạng xã hội của công ty, nó thường có thói quen làm những khuôn mặt hài hước. Quý vị vừa xem xong phần tin quốc tế của chúng tôi. Đặc biệt nhân kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Viettrade Media, đài truyền hình Viettrade sẽ có một chương trình promotion vô cùng hấp dẫn cho các cơ sở thương mại nào muốn quảng cáo thương vụ của mình trên đài truyền hình Viettrade mang tên là Double Your Time. Xin liên lạc với các xướng công viên của đài hoặc gọi cho tổng đài ở số 408-295-1111. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi Viettrade Home Shopping với các chương trình tặng quà và giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng order trong giờ live. Xin gọi 1-888-504-0888. Phần tin quốc tế cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam cùng các bản tin chính như sau. Tăng trưởng Việt Nam quý 3 vượt kỳ vọng đạt 7.4%. Việt Nam và Pháp ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có việc đầu tư sửa chữa cầu Long Biên. Để kỷ niệm 14 năm phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, hệ thống Viettrade Media, đài truyền hình Viettrade với một chương trình sale đặc biệt cho các cơ sở thương mại nào chưa có cơ hội quảng bá thương hiệu của mình trên đài truyền hình Viettrade đối với đồng hương Việt Nam toàn vùng Bắc Cali. Xin liên lạc với các nhân viên sale của đài truyền hình Viettrade để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Quốc Bảo 408-888-4216, Kim Phượng 408-772-8775, Nam Minh 669-243-1320, Ngọc Thúy 408-888-2511, hay gọi tổng đài số 408-295-1111, 408
0225 1111. Quý vị khán thính giả muốn xem chương trình truyền hình Việt Today và nhiều chương trình giải trí Việt ngữ khác với chất lượng HD hoàn toàn miễn phí, chỉ cần download app Việt Channels trên tất cả các thiết bị mà quý vị đang có. Mọi chi tiết xin liên lạc tổng đài 24/24 tại số 1877 tổng đài, tức là 1877-866-4324 để được hướng dẫn, hoặc vào website vietchannels.com. Việt Channels, xem được mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. Việt Channels mang niềm vui đến mọi nhà. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. I'm Evan Lowe, and as your state assembly member these last 10 years, I fought for you. I fought the end of Roe, co-authoring a bill to protect reproductive freedom in California. I fought crime, increasing protections for witnesses and funding for law enforcement. I fought gun violence with a bill that puts common sense limits on gun sales. And I fought for our future, working with parents and teachers to keep our schools from closing. Thank you, District 26, for fighting with me. Let's keep California moving forward.